Đi chung từ câu nha, câu 2. Câu 3. Hỏi đi, ai không biết hả? Khó nha, câu 3. Câu 4. Câu 5. Đọc đi, đọc đi. Hoan do hai tà là hoan nghênh. Hoan do hai tà, hoan nghênh. Tôi rất là hoan nghênh bạn. Hoan do hai mươi tà, hoan do heo. Hoan nghênh. Hoan nghênh. Hoan nghênh. Hoan, hoan hỷ không? Hoan nghênh. Bạn thích kê tư chúc ngon miệng. Chúc ngon miệng. Câu nào đó? No, no, no. Câu số 4 là tôi đã ăn ngon rồi. Để nói xem là bé nào đúng không? Để nói xem nào. Để ý là bạn khi ai đó chúc mình mà xích kinh sư CEO sẽ nói như sau này nha. Mình sẽ nói ngay lập tức cái câu kế tiếp là câu gì? Đúng rồi, chan một cái simida, chan một cái simida, vâng, tôi sẽ ăn ngon. Đúng không? Đây là câu cửa miệng của người Hàn đúng nha, là câu giao tiếp của họ luôn đó. Khi ai chúc mình mà xích kinh sư CEO thì mình lập tức mình phải nói câu này nè. Ở đây chan một cái simida, chan một cái simida, vâng, tôi sẽ ăn ngon. Rồi bắt đầu mình ăn ha. Mình giọng vô đúng không, mình giọng vô hết nồi hết dĩa hết chén của ta luôn, xong trước khi mình đứng lên á mình sẽ nói câu này. Lúc đó mình ăn xong rồi nha, mình mới nói câu này. Ô đây ổn nên sao mà có xin ta, hôm nay tôi đã ăn rất là ngon, nói câu đó đó. À, tôi sẽ ăn ngon là sao một cái xin ta, xong ăn hết rồi mình mới nói cái câu dưới đây là sao một có xin ta, tôi đã ăn ngon rồi, tôi đã ăn ngon rồi. Câu 2. Mà xem Mazeo hãy nói đi. Bạn hãy nói đi. 3. Cái này là gì? Ta nhô là đi rồi về. Từ này nghĩa là đi rồi về. Tức là mình chúc ta sao? Đi cẩn thận rồi về nha. Cái này là đi cẩn thận rồi về nha. Dù mình, người A nói là tôi đi du lịch trong 3 ngày. Xong mình mới nói ta nhô xeo. Đi cẩn thận rồi về nha. Câu đó à, đi cẩn thận rồi về. Câu 4 là hãy nghỉ ngơi đi. Suy tàn nghỉ ngơi. Hãy nghỉ ngơi đi. Câu 7. Đi trốn. Câu 8. Nhìn mắt hơn, nhìn mắt lý 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 qua nó thấy đèn con nó tự động biết không. Câu 9. Số 9 có số 10 cái tất cả à, có 11 số 1 đúng rồi hả? Số 4 là bưu phẩm. Ở đầu quá hả? À, số có 15 đấy à. Ok, dưới số này à, đi lên tuần cao nhất. 11 đúng chưa? 12. 12 chưa số, biết chưa số không? Đúng rồi, chú số địa chỉ chu sư nước ép, chu sư còn này chu số là địa chỉ. Ôi là trời, chu sư nha. 13, 14,
15. Ok, 15 có những cái đầu tiên là tỉa đầu phải không? Tỉa đầu là gì? Body din ta tinh đại. Tỉa đó, cắt cũng được, cha đưa tà. Tỉa là ta tinh tà, cắt là cha đưa tà. Tỉa là mình chỉ tỉa tỉa thôi, còn cắt là mình sẽ chơi lụi đầu luôn đó. Ừ. Số 2 hả? Thì là đấy là cắt và cắt xác luôn á, cắt hết luôn là cạo nó còn cắt xác luôn á, còn không phải bạn dùng được cạo cũng được. Từ này làm gian tô, gian tô ha, là cạo luôn á, cạo á, cạo một cái gì đó gian tô ha tà. Nhưng mà cạo cái đầu, nhưng mà đầu đã có cạo đó, còn tóc người ta mà còn tóc. Số 2 là cái là chọn đúng không, chọn cái kiểu kiểu tóc. Kiểu tóc là gì? Anh hết kiểu tóc này đẹp lắm nè, hay là cô hết kiểu tóc này đẹp lắm nè. Body style đúng rồi, body style á, tiếng Anh á, body style, body style là cái kiểu tóc, body style. Số 3 gọi đầu nè, body đinh canh tà, canh tà gọi nè, body đinh canh tà. Số 4 mới hết số 3 chỗ nào? À, số 4 mới hết số 1 chỗ nào? Hay hay, không để ý luôn á. À, cái kỳ lọc. Ủa, số 1 là con trai con gái? Không, nghi ngờ quá. Cho nên thì phải có tưởng tượng đi ha. À, con gái với con trai. Còn số 4 là con trai con gái đúng không? Không biết con gì luôn á. Mày cứ tự tưởng tượng đi. Hôm qua cũng vậy, các bạn ngân hàng hôm qua đó, tưởng con trai hay con gái mà vậy. Số 1 tính tiền, tính tiền biết rồi đúng không? Tính tiền thì thôi, không không tính tiền biết không? Đúng rồi, kia san ha tà, kia san ha tà. Cái thẻ, thẻ là kha tư đúng không? Kha tư là cái thẻ, tính tiền bằng thẻ, là họ đưa thẻ rồi. Số 2 cái gì nè? À, thối tiền hả? Cái tiền thừa, tiền thối gì? Co sư đâm, co sư đâm tôi là tiền thối của bạn đây. Co sư đâm tôi là tiền thối, co sư đâm tôi. Tiền thối chứ mà tiền 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 thối á, thối lại nha, nó vẫn thơm nha. Số 3 bà đang cầm gì nè, cầm cái để ra gì đó ha. Coupon, coupon, coupon là cái phiếu giảm giá, coupon. Số 4 anh nói mà nhầm mấy chủ đề đó nha. Rồi, mua cho em á, mới mua nhiều dữ luôn á. 17 dịch nhanh đi mày, 17 nói sao, tập dịch không đi, người nữ dịch chung đi, bảo sao đúng mà bà biết đúng không, bà biết đánh piano. Số 2 ông nam đã từng đúng rồi, đúng rồi, nhìn đủ câu là đúng rồi đó, cứ nhìn đủ câu đi ngược lên nha. Đã từng học piano rồi, chốt kỳ tài, chốt kỳ tài là ngữ pháp đã từng. Ông nam đã từng học piano rồi. Câu 3 đúng rồi, bà nữ bà dạy piano đúng rồi, dạy piano. Nhớ gạch chưa mới từ giống thầy nè, đang đọc đề nhớ cái bút gạch gạch cái mày nè, lát mình nghe nó dễ hơn. Câu 4 ông nam với bạn, ông nam sao, ông đang học piano từ bà nữ, ông đang học từ bả là người dạy á, học từ bả nha. Nước ra ná ha. 18 ông nam nếu mà ông nhận chú tay điểm gì, mời đúng mà, chú tay làm lời mời. Ông nhận lời mời tiệc sinh nhật, ông nhận lời mời nha, chú te lời mời. Câu 2 ông nam ông một mình làm những thức ăn cho bữa tiệc, một mình ông làm, ông mới giúp đỡ ông cho, một mình làm nha, một mình làm đồ ăn. Câu 3 bạn nữ là sao, tương tà này, tương tà nó có mấy nghĩa không, bữa thầy cho vậy đó, trong trường hợp này nghĩa là gì?
để mà sách, trong trường hợp gì là sách, để mà hành lý chứ sách chim hành lý là bả sách hành lý giúp người nam á, bả sách hành lý giúp người nam. Trời, em hỏi bả hỏi thầy nãy giờ đó, sách hành lý cho người nam ở số 4, người nữ bả đến tiệc sinh nhật của ông nam đúng không, đến tiệc sinh nhật của ông nam rồi, ok 19 sanh một tháng tài là gì, sanh một tháng tài làm sai một cái điều đó, sanh một hoa tà làm sai trong cái việc kê sanh, kê sanh hồi đó mình nói là gì, tính toán luôn nha, tính toán nói chung luôn, tính toán tính tiền mình dùng kê sanh được luôn. Cái máy Casio mình học toán lý hóa ngày xưa đó, gọi là gì, mấy cái máy Casio á còn dữ lắm ta, Casio 560 E plus gì đó, kê sanh kỳ, mấy cái máy mình đang dùng toán lý hóa mà ngày xưa mình học nè là kê sanh kỳ, là máy máy tính toán, cái máy tính toán là kê sanh kỳ đó. Để là ông nam ổng ổng tính sai nha, ổng tính sai mỗi gì đó. Số 2 bà nữ sao, bà nữ bán mua một trái táo, ổng mua nhiều dữ á, mua một trái táo. Còn số 3 bà nữ bán sao, tranh một nè, tranh một con vớt nè, là làm một cái đơn sai nè, bà làm gì sai, bà đưa tiền cho ông nam sai, chú đà là đưa đúng không, đưa cho bà đưa tiền cho ông nam sai nha, đưa tiền sai, đưa tiền sai. Có số 4 ông nam ổng chu tà, chu tà người mẫu là chu tà, là cho là đưa đó. Con số 4 ông nam ổng nhận 5 trái táo từ bà nữ, ông nam nhận 5 trái táo từ bà nữ rồi 20 nhận cước là gì, nhận cước là xem gì, mẹ nào cũng mà học bài số 3 quyển 2A là học cái này rồi. Đúng rồi, xem kịch cùng người nữ. Nói chung là hai ông bà là xem kịch nha. Bài số 2 bà nữ bà cái mà bà tặng cái phiếu, bà tặng cái vé xem kịch cho người nam, tặng vé xem kịch. Câu 3 bà nữ bà ghét cái vở kịch ngày mai, tại vì bà ghét cái vở kịch với nội dung buồn, nên dung và nội dung á, bà không thích vở kịch nội dung buồn nha. Số 4 ông nam ổng xem cái vở kịch mà bà nữ giới thiệu, chu cho hai ta giới thiệu, nói chung mà bản xem cái vở kịch mà bà nữ giới thiệu rồi. 21 bà nữ cô xích tà đi, cô xích tà muốn nó mà muốn làm gì, buông sao hoan tung là hoạt động tình nguyện, đấy là bà nữ bà muốn làm hoạt động tình nguyện, bốn sao hoàn toàn hoạt động tình nguyện, bố bạn phỏng vấn trường hay phỏng vấn lãnh sự hay nói chung là bạn phỏng vấn gì đó, bạn nên đem cái thông tin này vô nha. Người Hàn họ rất thích những bạn thanh niên mà có cái tinh thần này, bốn sao hoàn toàn, ví dụ người ta hỏi bạn sở thích của bạn là gì á, nói gì thì nói nhưng mà làm ơn phải đem thêm cái sách này vô thì xác suất đậu rất là cao, người Hàn họ đánh giá rất cao với tinh thần này, tinh thần phụng sự, bốn sao hoàn toàn. Sở thích của tôi là việc tham gia cái hoạt động tình nguyện, đem từ này vô nè, ăn điểm liền luôn. Ông sẽ quan tâm nha. Ở số 2 bà nữ là sao, bà không có ông mà bà không có ông bà. Con số 3 ông nam ta ông Chu Bồ Tho, từ tuần sau ông sẽ bắt đầu hoạt động tình nguyện đúng không, từ tuần sau nha. Số 4 ông nam ổng sẽ đi đâu, đi ngược lên cái chủ ngữ xong chứ cứ đi ngược lên đó, mà ổng đi gặp ông quý bà của bà nữ. Nó là vui nha, nó cười vậy. 22 24 chọn trọng tâm người nữ nha, đọc cho kỹ đề nè, trọng tâm người nữ cho người nam nha, trọng tâm người nữ ngay câu cuối người nữ nha. Câu số 1 cái việc mua sắm trên mạng rất là friendly, tiện lợi đúng không, cái việc mua sắm trên mạng rất là tiện lợi, trên đây tiện lợi, trên đây hai tạ tiện lợi. Và số 2 huê cắt nó tóc, huê ra huê nó tóc gì, sau khi nó mày sau khi chúng ta mặc thử thì bao vô ta là mặc thử, sau khi mặc thử rồi mới nên mua, mặc thử trước đi rồi mới nên mua.
phải mặc thử rồi mới mua nha. Câu số 3, thứ ba chính xác. Đi ngược đi, mạnh anh chia đại là gì? Mạnh anh chia đại trở nên nhiều đúng không? Đấy là đang ngày một nhiều hơn những người mà mua sắm trên mạng, nói chung cái người đó ngày một nhiều hơn đó. Cái người mua sắm trên mạng ngày một nhiều hơn. Câu số 4, Bota nè, cắt đôi cái bắp ra đi. Bota là gì? Nếu mà so với cái việc mua sắm trên mạng thì cái việc nào tốt hơn? Nếu mà cái việc chích chớp và trực tiếp, cái việc chúng ta trực tiếp xem rồi mới nên mua thì nó tốt hơn. 23, ông hoa mạnh tin nên y tin him tin có phát sinh người ta. Cái việc mà làm phim á rất là vất vả luôn, cái việc làm phim rất vất vả. Ở số 2, cái việc mà kiếm được chủ ngữ chứ đã, cái việc mà làm gì, cái việc mà làm những điều mình thích, chúng ta đã thích đó mà, cái việc mà chúng ta được làm những công việc mình thích là điều rất quan trọng. Chung vô hai tạo quan trọng. Ba, những cái nghề nào mà tôi nên mạnh đi bon tà kiếm tiền đó mà, những cái nghề nào mà kiếm được nhiều tiền thì cũng là nghề tốt nhất vậy luôn ha. Câu số 4, cái việc mà chúng ta kỹ xuất tăng ta là sao, tiếp tục đi làm ở công ty á, là điều tốt. Kỹ xuất thì là tiếp tục, nhưng chúng ta cứ tiếp tục đi làm công ty là điều tốt. Kê nó bằng cọt á, kê nó bằng cọt nha, là cái việc đó. Linh kê bằng linh cọt, linh kê bằng cọt xương á, chủ ngữ á. Linh kê bằng linh cọt là cái việc á. 24, chip tư đi là gì? Cái này gặp 3-4 lần rồi, trong các đề trước mình gặp từ chip tư đi rồi, tiền tuân gia đó mà. Còn tiền thô nôi là cái gì? Tuân chan chi. Mấy tiền này người Hàn người ta nhất, người ta chú trọng mấy tiền lắm này. Tuân chan chi tiền thô nôi, còn chip tư đi là tiền tuân gia. Là bà nữ bà muốn đến tiệc tân gia đúng không, chip tư đi cao của ship sinh người ta. Số 2, nhưng mà không được đến trễ đúng không, không được đến đến hẹn trễ. Người Pháp không được là người Pháp nào, ưm nhân ảnh tươi tàn, ưm nhân ảnh tươi tàn, người Pháp không được, không được đến hẹn trễ đó mà. Hôm 3, hoa ne tà thì tức giận, hoa là hỏa, hoa là hỏa, hoa đinh ne tà là tức giận, nguyên cụm từ vựng luôn nha. Bà nữ vì tức giận Sumi, đây là vì nổi giận, tức giận nên rất là có lỗi, hay là thấy rất là xin lỗi. Tự nhiên mình đùng đùng lên như vậy đó. Ừ. Và 4, xin xua ha tài là gì? Để mà mắc lỗi đó, nếu chúng ta phạm lỗi thì chúng ta phải xin lỗi trước đó mà. Sa qua là xin lỗi nha, chứ không phải là cái táo nha. Sa qua ha tài xin lỗi đó, nếu chúng ta mắc lỗi thì chúng ta phải xin lỗi trước. Xin lỗi nha, sa qua ha tài. 25, chủ đề nó về gì? Giác sốt, giác sốt là nó về gì? Nếu mà lời hứa cuộc hẹn đúng không, cam sa, cảm ơn, xô ke, giới thiệu, vu thấp, nhờ vả đúng mà. 26, thầy kim ê hồng, thầy căng bây giờ đang ở Hàn Quốc. Số 2, bà nữ hôm nay bà đi đâu? Bà đi phỏng vấn nhân chức bưu tá phỏng vấn nha, nguyên một cụm luôn á. Nhân chức bên mô tả là phỏng vấn, hôm nay bà nữ đi phỏng vấn vậy vậy. Nhân chức bên mô tả là phỏng vấn, giống như thi á, hôm nay bà nữ đi thi, thi là gì? Xin bên bô à, đúng rồi, đi với bô nha, không ai đi với ha nha. Xin bên bô tả là thi, còn bây giờ là nhân chức bên mô tả là phỏng vấn. Nó có một số cặp từ vựng cứ học luôn đi nha. Câu số 3, đúng rồi, bà nữ quyết định gặp giáo viên đó, không, quyết định gặp giáo viên đó. Và số 4, cái giáo viên căng này nè, đã phỏng vấn bà nữ ở công ty, giáo viên này nè đã phỏng vấn bà nữ ở công ty. 27, nói về gì? Số 1, phương pháp làm kim chi, phương pháp làm kim chi. Số 2 là lý do mà đi đến bảo tàng, bà muốn là bảo tàng nha, lý do đến bảo tàng. Số 3 là phương pháp đến bảo tàng, và số 4 là thời gian mở cửa bảo tàng. Mà muôn là cửa, do là mở, có chữ R nằm biết nè, có chữ R nằm biết nè. Mà tại rừng cộng núi thì rừng mất đúng không? Cái thời gian mở cửa bảo tàng. Rồi, ok.
28. Con so là gì? Đi bộ đúng rồi. Và nữ đi bộ đến bảo tàng đi bộ nha. À, bà nữ bà biết phương pháp làm kim chi, bà biết nha, phải gạch mấy keyword thôi. Câu ba, ông nam sao? Đúng rồi, ông nam sẽ đến cùng bà nữ đúng không? Ok. Và câu 4, ông nam ông muốn làm vậy đúng rồi. Ok, ông muốn làm kim chi cho bà nữ đúng rồi. Rồi tiếp 29, quê do cha, quê do hen, kế hoạch cách sinh nghĩ cấp. Tại sao bà nữ lại kế hoạch lên kế hoạch cho cái chuyến đi này? Tại sao bà muốn lên kế hoạch cho chuyến đi này? Ừ. Số 1, để bà làm gì? Bà chụp hình cho ai đó, để bà chụp hình cho ai đó. Số 2, để bà tổ chức một cái cuộc phân chia hội y, là cuộc họp. Phân chia là gì? Toàn thể. Phân chia là toàn thể, là bà muốn tổ chức một cuộc họp mà toàn thể mọi người luôn. Và số 3, để bà tạo nên một cái buổi gặp mặt, buổi y là buổi gặp mặt, tạo nên một cái buổi gặp mặt hình ảnh. Và số 4 là bà muốn Chinechita này trở nên thân, đúng mày, muốn trở nên thân thiết với những người trong câu lạc bộ. Okay. Muốn trở nên thân hơn với những người đó. Câu 30, thứ 6 du lịch, đúng rồi. Câu 2, ông nam. Đúng rồi, hai ông bà này cùng chung câu lạc bộ luôn, đúng rồi. Câu 3, ngày mai. Đấy là ngày mai bà nữ có cuộc họp đúng không? Ngày mai bà có cuộc họp nha. Và số 4, bà muốn, đây là hai, đây là bà muốn ổng, bà với ổng á, hai người đó muốn chụp chung nhau, nói chung vậy đó, muốn chụp hình. Tôn là Hana, tôi đây là hai người đó, đây là hai người ổng với bà đó muốn chụp chung. Ok, rồi chúc mày may mắn, đừng nghe nha, nghe hết sức tưởng tượng.정답은 1번입니다. 1번. 이 건물에 식당이 있어요? 이 건물에 식당이 있어요? 2번. 비행기 표를 사요? 비행기 표를 사요? 3번. 요즘 무엇을 가르쳐요? 요즘 무엇을 가르쳐요? 4번. 누구하고 병원에 갈 거예요? 누구하고 병원에 갈 거예요? 2번입니다.
5번. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 6번. 잠을 못 자서 너무 피곤해요. 잠을 못 자서 너무 피곤해요. 어서 오세요. 여기 수박 있어요? 정답은 3번입니다. 7번. 따뜻한 차는 뭐가 있어요? 녹차가 있어요. 녹차로 드릴까요? 다시 들으십시오. 따뜻한 차는 뭐가 있어요? 녹차가 있어요. 녹차로 드릴까요? 8번. 처방전. 잠시만 기다리세요. 드리는 약은 아침, 저녁, 식사 후에 드시면 됩니다. 다시 들으십시오. 처방전 여기 있어요. 잠시만 기다리세요. 드리는 약은 아침, 저녁, 식사 후에 드시면 됩니다. 9번. 이쪽을 보시고 웃으세요. 거울을 다시 보고 싶어요. 조금 후에 찍으면 안 될까요? 다시 들으십시오. 이쪽을 보시고 거울을 다시 보고 싶어요. 조금 후에 찍으면 안 될까요? 10번. 지난주에 방을 예약했습니다. 제 이름은 홍길동입니다. 네, 모두 두 분이시고 2박 3일 동안 지내시는 것이 맞습니까? 다시 들으십시오. 지난주에 방을 예약했습니다. 제 이름은 홍길동입니다. 네, 모두 두 분이시고 2박 3일 동안 지내시는 것이 맞습니까?
그리고 이 사람은 동생이에요. 정답은 1번입니다. 11번. 오늘 보내면 언제 받을 수 있어요? 내일 중으로 받으실 수 있으십니다. 다시 들으십시오. 오늘 보내면 언제 받을 수 있어요? 내일 중으로 받으실 수 있으십니다. 12번. 형이나 누나가 있어요? 아니요. 동생만 두 명 있어요. 다시 들으십시오. 형이나 누나가 있어요? 아니요. 동생만 두 명 있어요. 13번. 어디에서 오셨어요? 저는 미국에서요. 다시 들으십시오. 어디에서 오셨어요? 저는 미국에서 왔어요. 14번. 무슨 일을 하세요? 한국 회사에 다닙니다. 다시 들으십시오. 무슨 일을 하세요? 한국 회사에 다닙니다. 다음 대화를 듣고 알맞은 그림을 고르십시오. 15번. 이 사진처럼 머리를 잘라주세요. 잘 어울리겠네요. 먼저 머리를 감겨드릴게요. 다시 들으십시오. 이 사진처럼 머리를 잘라주세요. 잘 어울리겠네요. 먼저 머리를 감겨드릴게요. 16번. 손님, 죄송하지만 기계가 고장이 나서 카드는 사용하실 수 없습니다. 그래요? 그럼 현금으로 계산할게요. 여기 5만 원이요. 다시 들으십시오. 손님, 죄송하지만 기계가 고장이 나서 카드는 사용하실 수 없습니다. 그래요? 그럼 현금으로 계산할게요.
여기 5만 원이요. 다음을 듣고 보기와 같이 대화 내용과 같은 것을 고르십시오. 보기. 17번. 요즘 피아노를 배우고 있는데 민수 씨도 피아노 칠 줄 알아요? 아니요. 저도 배우고 싶어요. 나중에 좀 가르쳐 주세요. 그럼요. 다시 들으십시오. 요즘 피아노를 배우고 있는데 민수 씨도 피아노 칠 줄 알아요? 아니요. 저도 배우고 싶어요. 나중에 좀 가르쳐 주세요. 그럼요. 18번. 뭘 이렇게 해요? 제가 같이 들어줄게요. 고마워요. 오늘 집에서 동생 생일 파티를 하기로 했어요. 그래서 요리 재료 좀 샀어요. 정말요? 민수 씨가 직접 요리하는 거예요? 아니에요. 요리는 어머니가 하시고 저는 그냥 옆에서 조금 도와드릴 거예요. 다시 들으십시오. 뭘 이렇게 많이 샀어요? 제가 같이 들어줄게요. 고마워요. 오늘 집에서 동생 생일 파티를 하기로 했어요. 그래서 요리 재료 좀 샀어요. 정말요? 민수 씨가 직접 요리하는 거예요? 아니에요. 요리는 어머니가 하시고 저는 그냥 옆에서 조금 도와드릴 거예요. 19번. 아저씨, 이 사과 하나에 얼마예요? 한 개에 1,000원이고 다섯 개에 4,000원이에요. 몇 개 드릴까요? 그럼 사과 다섯 개 주세요. 여기 5,000원. 손님, 이건 1,000원짜리인데요. 다시 들으십시오. 아저씨, 이 사과 하나에 얼마예요? 한 개에 1,000원이고 다섯 개에 4,000원이에요. 몇 개 드릴까요? 그럼 사과예요. 여기 5,000원이요. 손님, 이건 1,000원짜리인데요. 5,000원짜리인데... 20번.
어제 연극을 봤는데 진짜 좋았어요. 민수 씨도 이 연극 꼭 한번 보세요. 저도 지난달에 친구가 표를 줘서 봤어요. 그런데 저는 슬픈 내용을 안 좋아해서 별로였어요. 그렇군요. 그럼 다음 주에 나오는 새로운 연극 같이 볼래요? 그건 재미있는 내용이에요. 그렇게 해요. 다시 들으십시오. 어제 연극을 봤는데 진짜 좋았어요. 민수 씨도 이 연극 꼭 한번 보세요. 저도 지난달에 친구가 표를 줘서 봤어요. 그런데 저는 슬픈 내용을 안 좋아해서 별로였어요. 그렇군요. 그럼 다음 주에 나오는 새로운 연극 같이 볼래요? 그건 재미있는 내용이에요. 그렇게 해요. 21번. 요즘 가족이 없는 할아버지, 할머니들이 많은 것 같아요. 맞아요. 그래서 저도 그런 할아버지, 할머니들을 돕는 봉사활동을 하려고 해요. 정말요? 언제부터요? 학교 주변에 있는 봉사활동센터에서 다음 주부터 시작하기로 했어요. 수미 씨도 같이 할래요? 다시 들으십시오. 요즘 가족이 없는 할아버지, 할머니들이 많은 것 같아요. 맞아요. 그래서 저도 그런 할아버지, 할머니들을 돕는 봉사활동을 하려고 해요. 정말요? 언제부터요? 학교 주변에 있는 봉사활동센터에서 다음 주부터 시작하기로 했어요. 수미 씨도 같이 할래요? 다음을 듣고 여자의 중심 생각을 고르십시오. 22번. 민수 씨, 뭐 하고 있어요? 옷좀 사려고 인터넷 쇼핑하고 있어요. 요즘 인터넷 쇼핑이 있어서 너무 편리하네요. 그런데 인터넷으로 옷을 사면 직접 보거나 입어볼 수 없어서 안 좋은 것 같아요. 직접 가서 사지 그래요? 쇼핑하러 가면 사람도 많고 복잡해서 싫어요. 그냥 인터넷으로 살래요. 다시 들으십시오. 민수 씨, 뭐 하고 있어요? 옷좀 사려고 인터넷 쇼핑하고 있어요. 요즘 인터넷 쇼핑이 있어서 너무 편리하네요. 그런데 인터넷으로 옷을 사면 직접 보거나 입어볼 수 없어서 안 좋은 것 같아요. 직접 가서 사지 그래요? 쇼핑하러 가면 사람도 많고 복잡해서 싫어요. 그냥 인터넷으로 살래요.
23번 민수 씨, 오늘 회사에 안 갔어요? 아, 저 오늘부터 회사에 안 가도 돼요. 어렸을 때부터 영화를 만들고 싶었어요. 그래서 이제부터 영화 공부를 시작할 거예요. 정말요? 돈도 많이 주고 일도 쉬워서 좋은 직장이라고 생각했는데 회사 일을 계속하고 취미로 영화를 만들면 어때요? 아니에요. 제가 정말 좋아하는 일을 할 수 있어서 행복해요. 다시 들으십시오. 민수 씨, 오늘 회사에 안 갔어요? 아, 저 오늘부터 회사에 안 가도 돼요. 어렸을 때부터 영화를 만들고 싶었어요. 그래서 이제부터 영화 공부를 시작할 거예요. 정말요? 돈도 많이 주고 일도 쉬워서 좋은 직장이라고 생각했는데 회사 일을 계속하고 취미로 영화를 만들면 어때요? 아니에요. 제가 정말 좋아하는 일을 할 수 있어서 행복해요. 24번 민수 씨, 저는 수미 씨 집들이에 못 갈 것 같아요. 왜요? 무슨 일 있어요? 지난번에 수미 씨가 약속이 늦어서 제가 화를 많이 냈어요. 그 다음부터 수미 씨가 저랑 이야기를 안 해요. 제가 화를 내지 말아야 했어요. 그럼 오늘 집들이에 가서 사과하는 게 어때요? 다시 들으십시오. 민수 씨, 저는 수미 씨 집들이에 못 갈 것 같아요. 왜요? 무슨 일 있어요? 지난번에 수미 씨가 약속이 늦어서 제가 화를 많이 냈어요. 그 다음부터 수미 씨가 저랑 이야기를 안 해요. 제가 화를 내지 말아야 했어요. 그럼 오늘 집들이에 가서 사과하는 게 어때요? 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 메시지를 남겨주세요. 강 선생님, 저 이수미입니다. 오늘 선생님께서 소개해 주신 회사에서 면접을 봤습니다. 선생님 덕분에 면접 준비도 잘할 수 있었고 좋은 경험을 했습니다. 직접 얼굴 뵙고 이야기 드리려고 했는데 미국으로 출장 가셨다고 해서 전화를 드렸습니다. 한국에 오시면 꼭 연락 주세요. 꼭 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
다시 들으십시오. 메시지를 남겨주세요. 강 선생님, 저 이수미입니다. 오늘 선생님께서 소개해 주신 회사에서 면접을 봤습니다. 선생님 덕분에 면접 준비도 잘할 수 있었고 좋은 경험을 했습니다. 직접 얼굴 뵙고 이야기 드리려고 했는데 미국으로 출장 가셨다고 해서 전화를 드렸습니다. 한국에 오시면 꼭 연락 주세요. 꼭 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 25번. 26번. Mụn, rửa mặt bằng nước muối hay dùng sữa rửa mặt đây? Đừng lo, vì đã có sữa rửa mặt ngừa mụn. 물 듣고 물음에 답하십시오. 이번 주말에 뭐 할 거예요? 같이 등산 가는 거 어때요? 미안한데 오전에 김치 박물관에 가야 해서 못 갈 것 같아요. 김치 박물관요? 거기는 뭐 하러 가요? 요즘 박물관에서 김치를 직접 만들어 볼 수 있는 수업이 있어요. 제가 김치를 만드는 법을 몰라서요. 결혼해서 남편에게 김치는 만들어줄 수 있어야 할 것 같아요. 아, 박물관이 멀지 않으면 저도 같이 배우고 싶어요. 저도 김치를 만들 줄 알면 나중에 아내가 좋아할 거예요. 좋은 생각이에요. 멀지 않으니까 같이 택시를 타요. 괜찮죠? 다시 들으십시오. 이번 주말에 뭐 할 거예요? 같이 등산 가는 거 어때요? 미안한데 오전에 김치 박물관에 가야 해서 못 갈 것 같아요. 김치 박물관요? 거기는 뭐 하러 가요? 요즘 박물관에서 김치를 직접 만들어 볼 수 있는 수업이 있어요. 제가 김치를 만드는 법을 몰라서요. 결혼해서 남편에게 김치는 만들어 줄 수 있어야 할 것 같아요. 아, 박물관이 멀지 않으면 저도 같이 배우고 싶어요. 저도 김치를 만들 줄 알면 나중에 아내가 좋아할 거예요. 좋은 생각이에요. 멀지 않으니까 같이 택시를 타요. 괜찮죠? 27번. 28번. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 사진 모임에 새로운 사람들이 많이 왔어요. 그런데 아직
서로를 잘 모르는 것 같아요. 맞아요. 그럼 이번에 1박 2일로 사진 찍으러 가는 게 어때요? 하루 동안 같이 사진을 찍으면서 친해질 수 있겠네요. 정말 좋은 생각이에요. 이번 주 금요일에 가는 게 어때요? 주말에는 사람도 많고 방값도 너무 비싸서요. 그런데 회사를 다니는 사람들이 있어서 토요일에 출발해야 할 것 같아요. 아, 그럼 토요일로 해야겠네요. 장소와 일정은 내일 전체 회의가 있으니까 그때 결정해요. 다시 들으십시오. 사진 모임에 새로운 사람들이 많이 왔어요. 그런데 아직 서로를 잘 모르는 것 같아요. 맞아요. 그럼 이번에 1박 2일로 사진 찍으러 가는 게 어때요? 하루 동안 같이 사진을 찍으면서 친해질 수 있겠네요. 정말 좋은 생각이에요. 이번 주 금요일에 가는 게 어때요? 주말에는 사람도 많고 방값도 너무 비싸서요. 그런데 회사를 다니는 사람들이 있어서 토요일에 출발해야 할 것 같아요. 아, 그럼 토요일로 해야겠네요. 장소와 일정은 내일 전체 회의가 있으니까 그때 결정해요. 29번. Kiểm tra đi bạn. Có con nào chưa tô mình lụi đi. Đếm thử coi mình có được khoảng 7788 không? Hay là quá xa rồi đó. Làm xong 30 câu đếm thử mình được cái phạm vi gần gần đó không? Đáp án 1. Bút mà khác màu nha. Mình chấm thử có bao nhiêu điểm. 1, 2 2 2, 4 3 3, 3 4 4, 4 5 5, 2 Hồi nãy cái người đó nói là tôi sẽ ăn ngon. Thì mình nghe cái câu người đó sẽ ăn ngon thì mình chúc thêm. Ừ, ăn cho ngon vô. Chứ cái kiểu mà số 4 hả? Số 4 thì là tôi sẽ ăn ngon. Rồi xong mà kia nó câu số 4 hả? Kỳ lắm. Đây là bắt đầu ăn với nhau á. Hai người đó bắt đầu ngồi chung với nhau ăn á. Tôi sẽ ăn ngon thì xong mình nói ừ, vậy bạn ăn ngon đi. Em mình chúc lại thêm một cái nữa. Bạn ăn ngon đi. Ok. Số 2 hợp lý nhất. Số 2 hợp lý hơn số 4. 52 nha. Số 6. Đúng rồi, số 4. Người kia mệt mà, người kia mệt thì mình kêu người ta nghỉ ngơi đi, số 4. Câu 7. Ủa hồi nãy bạn nghe từ nút cha không ta? Nút cha là trà xanh. Nút cha là lục trà là trà xanh. Trà xanh là nấm đâu? Số 1 nghe, có bị sớp. Từ khóa từ nút cha là trà xanh. Tôi uống trà xanh, tôi muốn trà xanh. Câu 8. À, bạn có thể từ cho băng tròn không ta? Từ khóa câu số 8 từ cho băng tròn.
저번전이 저번전은 그 등톡 아 저번전 여기 있어요 등톡도 네 삼박 기반아 약이다 nói chung có hai từ khóa một từ đơn thuốc có từ dắt mà trong cái câu hồi nãy có từ dắt mà cho băng cho là đơn thuốc và dắt là thuốc nói chung là số 4 đó mà sau bữa ăn uống bao nhiêu viên hay là bao nhiêu lần vậy đó nói chung đại loại là đơn thuốc cho băng cho là đơn thuốc nha học học thêm mấy từ này nè mấy từ keyword trong mỗi câu học thêm rút kinh nghiệm mình làm nhiều đề đó mình học mấy keyword rút kinh nghiệm câu 9 bạn cho con nè không từ nghe gì mà chọn số ghi số đó đó nghe từ ổ đó rồi nghe cái từ hồi nãy nghe từ ổ tới từ co un đấy là cái số 9 là không như này nãy cái ông đó đó ông kêu bà nhìn đây tôi chụp cho xong nó khoan tôi muốn chỉnh sửa lại cái ổ của tôi nên tôi muốn nhìn cái co un thêm một lần nữa tôi muốn chỉnh sửa cái ổ của tôi nên tôi cho tôi nhìn cái co un một lần nữa câu là gì cái gương câu là cái gương ổn là cái quần áo của bà ừ. Nói chung là số 2 nha sao hết trơn luôn người 1 người 3 số 2 nha ông 10 đúng chính xác số 4 nghe từ băng dây băng băng dây dắt không đúng rồi chính xác đặt phòng chỉ có khách sạn thôi chứ băng dây dắt băng là phòng dây dắt là booking từ khóa từ băng dây dắt đặt phòng số 4 nha câu 11 cái này chắc gần sai nữa nè 11 hả nghe từ Buneta Bata không Buneta là gửi Bata là nhận gửi nhận thì là gì số 4 nha số 4 gửi nhận là số 4 nha gửi bưu phẩm đi đâu đó mà 12 số 1 đúng rồi nghe anh chị em gì đúng không Nuna Hyon Tung Sen gì đó 13 Mi Quốc Kỳ Sao Bạch Sơ tôi đến từ Mỹ Mi Quốc Kỳ Sao Bạch Sơ số Na số Na số 1 13 1 14 số 3 đúng rồi 14 là cái gì Hàn Quốc hơi xa e ta nim mà ta Hàn Quốc hơi xa e ta nim mà ta tôi đi làm ở công ty Hàn Quốc nó là nghề nghiệp nha rồi 15 cái bài đó bên Isachin Chodom Isachin Chodom tôi muốn cắt giống cái bức hình này nè tôi muốn cắt giống bức hình này nè số 2 nha số 2 rồi tôi muốn cắt giống bức hình này nè Isachin Chodom 16 trường chọn sai đó Ủa cái gì vậy? Đó đó bây giờ cái rối đây á là ai là người bán ai là người mua hả? Từ từ ai kêu son niêm? Bà nữ bắt kêu phải không? Thôi bà nữ bắt kêu son niêm không? Sao bà nói gì? Bà nói gì đó? Bà nói là ở cái hàng chúng tôi cái máy cái kike hình này bạn nghe từ kike không? Kathu kike là cái máy thẻ của tôi á kike là cái máy thẻ của tôi nó bị hư rồi nên quý khách không thể nào dùng cái Kathu được quý khách làm ơn thanh toán cho tôi bằng Honkum là hiện kim là tiền mặt sao ổng nói là ok ổng móc ra ổng đưa bao nhiêu tiền á ổng đưa tiền cho bà dỗ cái gì đó dỗ kia bao nhiêu tiền đó số 2 đúng rồi số 2 nha cái máy của bà bị hư nên ổng đưa tiền mặt cho bà hơn cơ mà tiền mặt số 2 đúng rồi nha số 2 á rồi tiếp 17 số mấy ủa bà đang học piano bà hỏi ổng biết đánh piano không ổng không biết đánh tôi muốn học với cô chỉ tôi đi ổng nói ok để tôi chỉ cho hả nói luôn người còn gì nó chọn lại đi ok bà nói bà đang học piano là bà biết đánh không số 1
Ủa bà, đấy là bà có biết đánh mà, đấy là không không giỏi thôi. Đấy là bà đánh mà, bà biết đánh mà, bà đang học chứ, học mà không biết đánh thì học làm chi? Còn số 4 mà, ổng đang học, ổng chưa có học. Ê, ổng muốn học thôi, ổng muốn học, đây là sau này có thời gian cô chỉ tôi đi. Bà nói ok, tôi sẽ chỉ cho, chưa có học, chưa có học. Cái số 4 là tiết diễn, đang học, đâu có đang học, sẽ học chứ phải đang học, sai cái thì rồi. 17-1 nha, bà nữa mới biết đánh Reno mẹ, bà đang học mà sao biết đánh được. 18, cha bà này có từng độ sai nữa nè. Đó, chọn số 3 quá trời luôn đúng không? Số mấy? Hồi nãy á, bà đã bảo là, ô, anh mua gì mà mảnh cái sách rồi á, mua gì mà nhiều thế, để tôi đâu chun kiểu, để tôi sách phụ anh cho, để tôi đó chun kiểu, kiểu là tôi sẽ đúng không? Tôi sẽ sách phụ cho, còn câu số 3 là đưa câu gì? Bạn nhìn đưa câu quá khứ kìa. Đấy là bà sẽ thôi, cái hoàn cảnh thực tế đang đứng trước mặt bà sẽ sách thôi chứ bà chưa có sách. Thì vậy nên chọn lại câu khác đi. Bà nữ, hôm nay bà đến tiệc sinh nhật của ông nam. Có tông sen mà em của ông nam mà liên quan đến bà nữ. Số 1, chính xác, đáp án số 1. Ông nam, ổng nhận được lời mời. Đấy là em, ổng mời ổng tới á, sau tháng tiệc ổng đi mua đồ ăn để nấu cho em ổng ăn. Ổng mời, ổng nhận được lời mời từ em của ổng á. Thì đáp một nha, con này cái chiếc phía sau đúng sai con này à. 19. 19. Ơ kìa. Thứ ba. Bả đưa tiền sai rồi. Đấy là bả tính sao á, ổng nói không phải. Nói chung là loại cũng được mà. Tụi em loại cũng được mà. Số 3 bả đưa tiền sai cho ông nam rồi. 20. 11, 12. Có người nào khác không? Số 4 chính xác. Số 4. Bà nói là anh xem vở kịch này chưa? Ông nói tôi xem rồi. Ông xem rồi, ông xem cái vở kịch bà giới thiệu rồi. Ông xem rồi. 24 nha, 21. Đúng rồi, số 3. 21, 3 nha, đúng rồi, đúng rồi. Con này rõ mà. 22, chồng thân con người nữ. Con cuối cùng bà nữa. Số 4 nha, số 4. Bà muốn trực tiếp coi đi hãy mua, đừng có mua trên mạng. 224 nha. 23. Hai ba. Số 4 chính xác. Đáp số 4. Số 4 ấy là bả muốn ông nam đi làm tiếp tục đi. Vừa đi làm vừa theo đuổi ước mơ của mình được mà. Đây là vừa đi làm vừa tiếp tục theo đuổi ước mơ cũng được, mất một dịp phải nghỉ làm. Nói chung ổng bả muốn kêu ổng đi làm tiếp đi. Số 4. 224, 234 luôn. Đúng rồi. 24. Đúng rồi, chính xác số 3. 243, 243 đúng rồi. Bà tức giận cái bà đó xong rồi bà hối hận. Bà tức giận xong bà hối hận 243 nha, đúng rồi. 25, 25 dễ mà. Ủa 25 nói gì mà sao mấy đứa chọn 13 hết chưa rồi nè. BCG nằm câu chua xếp CEO hả nè. Cái câu này hôm qua, cái đề hôm qua cũng mất câu này. Bun chào và Messi để cho cái câu bằng điện thoại của người hàng á. Messi nặng cho chú ship CEO hiểu cái tay nói gì mình gì không? Hiểu cái câu này nói gì không? Không hiểu gì vô nè, đi học con này nè. Khi mình gọi điện thoại hoài mà bên kia không bắt máy thì ngay lập tức bên kia nó sẽ hiện cái chữ này. Messi nặng cho chú ship CEO. Hãy để lại tin nhắn đi. Messi là tin nhắn. Còn nam kia là để lại. Đây là làm ơn để lại tin nhắn đi, bây giờ người ta không bắt máy thì làm ơn để lại cái tin nhắn đó, tin nhắn thoại á, cái kiểu tin nhắn thoại á, thì bà đã nói quá trời nói rất luôn. Bà nói nhờ giáo viên mà em, nhưng mà nhờ giáo viên mà em gọi là chuẩn bị một cuộc phỏng vấn rất là tốt, em có được những kinh nghiệm rất là thú vị, hôm nay em phỏng vấn rất là tốt luôn, rồi em cũng muốn gặp để cảm ơn giáo viên, nhưng mà tôi nghe tin là giáo viên đi Mỹ rồi, tại sao lại giáo viên về nghe nha, em sẽ gặp giáo viên. Là số mấy? Số 2, nói về sự cảm ơn. Nói về sự cảm ơn cái người giáo viên này. 252 nha. 26. Em sẽ tiếp cận được mà. Trời ơi, con kỹ lại coi.
số ký này coi. Đã bán. Ông này đang mất ở Mỹ mà sao có hẹn? Số 1 sai cách rồi. Số 2 nha. Hôm nay bà không muốn về, bà mới cảm ơn giáo viên. Số 2 nha. 262 27 à, 27 nó bị gì? Kim chi, đúng rồi. Bà muốn làm kim chi, sao không muốn làm kim chi giống bà luôn? Hai ông bà muốn làm kim chi chung nhau. Bà đi đâu để làm kim chi? Đi đến bảo tàng nè. Vậy là đang nói về chủ đề gì? Không, trong cái bảo tàng có một cái, có tổ chức một cái lớp học làm kim chi cho bảo tàng luôn. Đây là ta tổ chức một cái lớp học làm kim chi cho bảo tàng á. Sao ổng mới, bà mới tới đó, sao ổng nghe ổng thèm ổng tới chung đó luôn. Đáp án số 2, lý do đến bảo tàng là để làm kim chi. Và 272 nha, và 283 đúng không ạ? Cả hai người này cùng nhau đi đến bảo tàng đúng không ạ? 283 đúng không ạ? 29 Tại sao bà nữ bà lên kế hoạch du lịch để làm gì? Bà đi chụp hình nữa. Đây là chụp hình với ai? Chụp hình với những cái song quên, những cái thành viên á, thành viên trong câu lạc bộ, tại vì thời gian qua không có quen với nhau, họ mang thân với nhau chứ á. Nên bà nữ bà nhân tiện điều này bà muốn tổ chức một buổi chụp hình kết nối thành viên với nhau lại. Số 3 hay số 4? Số 3 là để tạo nên một buổi gặp mặt chụp hình. Còn số 4 là để thân với những người trong câu lạc bộ hơn. Số 4 chứ. Cái mục đích bà hướng đến là bà muốn thân với mấy người đó hơn. Số 4. 30. 30 đáp án số. Ok. Hai người này đúng không? Phải chụp chung với nhau mà muốn chụp chung với thành viên cho bộ ấy, là muốn cùng nhau đi cái thân với nhau. Số 2. Ổng bả là cùng nhau ở câu lạc bộ nè. Bạn đếm thôi có bao nhiêu câu. Đi đâu hết ta? Ông cái đèn này hơi khó mấy con. Ừ. Vậy nhân 3.5 là bao nhiêu điểm? Bạn nó trên 70 điểm không? Ba trên 70. Không, cái đề này trung bình nó hơi khó hơn cái đề thi thiệt chút xíu á, để bài trường hao đi. 50 điểm có không? Ở đây có ai 50 điểm không? 50 điểm. 50 điểm. 50 điểm. Nhưng 3.5 lên, cái số câu đúng như 3.5 lên, có ai chỉ 50 điểm không? Chỉ 50 điểm hả? Ok. 59 điểm hả? Ủa không, mà có 59 là 59 luôn hả? Ý là hai đề hôm qua nó giống nhau hả? Ủa anh đúng bao nhiêu câu? Không phải không vẽ ngon mà phải không? Hay gì vậy? Đúng sao chưa vậy? Hay xử nhanh mấy con này bạn về. Mấy con này xử nhanh được bạn. Ông hãy xử nhanh, mấy con đầu tiên thôi. Để mọi người mang mình xử con khác. Tôi có kỳ thi, tôi đọc nhiều sách. Số 3 đúng rồi, nó là việc học. Ngày mai là chủ nhật, tôi nghỉ ngơi ở nhà. Số 2 nó về ngày nghỉ đó mà, theo ghi là ngày nghỉ nha. 33, tôi nghe nhạc, tôi thích ca sĩ Hàn Quốc. Và số mấy? Số 3 đó mà, nó về đô re, nó về bài hát. 34, ngày mai là thi. Số 1, ok, đúng mà, HQE ca tài đến trường, ok. 35, đi cha. Đợi đó mà, ok, tôi đợi xe lửa đó mà, đợi kia ta đi tàu số 3, 36. Đúng rồi, đợi ở sân bay, con hăng ẻ so số 3, 37. Không, đợi, đọc từ nơi trốn, nên đi với ẻ so, đợi ở một nơi đó, ẻ so, 37. Xe nhiều quá, chắc là xe hơi á, vì vậy nó đường rất là kẹt, mặt khi tàu đúng mà, số 1, 371 nha, mặt khi tàu kẹt. Đường nước kẹt. 38, cuối tuần tôi có thời gian, vì vậy nên cuối tuần tôi số
số mấy? Số 1 đúng rồi, thông thường tôi đi xem phim buổi thôn đúng rồi. Số 1. 39 à, 38 à, 38 rồi 239. Tôi thích game chủ yếu, chủ đồ chủ yếu tôi chơi game trên máy tính. Tôi chơi game mà động từ nè. Số 1 đúng rồi. Kim Minh Ha Tà, số 1 391. 40 chọn ô sai nha. Câu nào sai? Số 2 là từng năm tôi học ở học viện từng năm gì đó. Từng 9 lần mà đúng không? Ok, câu 2 sai. Câu 41. Số 3 là ship ngày 12 tôi xem phim một mình. Ngày 12 số 3 nè, ngày 12 tôi xem phim một mình. Ngày 12 xem phim giúp ai? Chung với Chi Ưn này nè. Ấy là số số 3 sai không? Thì đấy, thì đấy nó đang chọn câu sai mà. Chọn câu 3, câu 3 sai mà. 42 câu nào sai? In tăng in là một người nó mà tăng cái gì, tăng thì là mỗi nó bằng cái mata, nó bằng cái mata, là cứ mỗi một người là 10.000 won, 20.000 mà đúng không, tới 10.000 đó. Câu số 1 sai nè. 43 chọn câu đúng nha. Câu đúng câu mấy? Câu 1 hả? Bạn gọi điện thoại cho tôi hả? Câu nào đó ta? Ủa, ai gọi cho ai? Tôi gọi cho bạn hay bạn gọi cho tôi? Tôi gọi cho bạn mà, cái cuối cùng là tôi gọi cho bạn. Thì có nào đúng? Số 4, tôi không biết thời gian và cái nơi hẹn. Tôi không biết thời gian với nơi hẹn đúng không? Đó, cái câu này nè. Giác xuất Trăng Xô với giác xuất Sikan. Một, tôi vẫn chưa có quyết định được, vẫn chưa quyết định được cái thời gian mà nên trốn hẹn đúng không? Là đúng rồi, số 4 nha. Không biết, có quyết định đâu mà biết. 44 số mấy? Số 3 là Uchi Quốc Bưu Điện có ở ở một cái nơi gần đây đúng không? Đúng rồi, mọi chi ảnh ta là không xa nè. Ok, câu số 3 đúng rồi, không xa là gần. 45 45 số mấy? Số 1 là gì? Nếu mưa thì tôi ở nhà. Nếu mưa tôi ở nhà đó, con nào đó? À, vào những ngày, vào ngày trời mưa thì tôi không có đi. Còn số 4 là gì? Số 4 là con chó tôi á, nó thích đi dạo. Con chó tôi thích đi dạo. Con chó nó biết đi, con chó thích đi dạo. Chọn số 1 hay là số 4? Số 1 thì chọn. Tôi chọn con chó thích đi dạo. Em hỏi đấy thì bạn biết nó hết. Đi cùng với nó thì nó, mình dắt nó đi nó mới đi thôi, nó miễn cưỡng đi thôi, chứ nó có biết nó thích hay nó không thích. Em hỏi nó chưa? Hay hay ha. Trọng tâm. Sửa thêm ba con này đi này. 46. Tuy nhiên tôi đến trường đại học rồi tính cách tôi thay đổi và mọi người, ấy là tôi cũng gặp nhiều người hơn. Tính cách tôi đã đổi và tôi gặp mọi người nhiều hơn. Là số mấy? Ủa, cái này nó về chị nha. Cái chủ ngữ là nó về chị tôi á. Số số 3 đó mà. Cho nên là thay đổi. Đúng rồi. 47. Còn cuối là cuối tuần này tôi cũng làm việc ở công ty. Là con nào? Cuối tuần này tôi cũng làm việc ở công ty. Số mấy? Số 2 đúng rồi. Tôi bận rộn đúng không? Tôi rất là bận cuối tuần. Cuối tuần tôi cũng đi công ty mà. 48. À, những bộ phim tôi thích thì tôi xem 2-3 lần luôn. Là số mấy? Số mấy? Số 4 đúng rồi. Rồi dịch nè. Là sinh viên. Ở đây có từ hát qua. Hát qua là gì? Hát quốc co là tiếng Hàn thì biết rồi. Còn hát qua. Hát co là khóa. Hát co là khóa. Ờ. Để mình nói chút xíu những từ vựng. Cái này cũng quan trọng. Cái này 3A bà sẽ tìm hiểu kỹ. Nhưng mình để cho bạn coi từ vựng này chút xíu nè. Cái này nè. Nên là một chuỗi, mình đi theo từ từ lớn đến bé lắm mà. Giờ mình vô một trường ở đại học á, trong một trường đại học nó có nhiều gì chống? Ở trong trường đại học á nó chia ra nhiều gì chống? Là khoa trước đã. Khoa là cái to nhất. Khoa marketing, khoa kế toán kiểm toán, khoa kỹ thuật, khoa gì đó. Nói chung là đầu tiên là hát khoa trước nha. Là nhiều khoa. Trong mỗi khoa nó có tách ra nhiều gì chống nữa. Nhiều chuyên ngành, nhiều cái chân cung. Dựa hàng xưa học marketing đi thì trong đó có nhiều cái chuyên ngành như là marketing dịch vụ, marketing ngân hàng, marketing bất động sản, nói chung là có nhiều loại marketing lắm ha. Nó có nhiều chuyên ngành bên trong cái hát qua
rồi cho mỗi chuyên ngành nó có gì chẳng, rồi cho mỗi chuyên ngành marketing dịch vụ chẳng hạn đi, thì trong đó có rất nhiều cái khoa mốt, rất nhiều cái môn học bên trong cái chuyên ngành đó. Rồi cho mỗi môn học á, nó tính toán dựa trên tín chỉ, như môn đó 300 chỉ, mày biết chỉ không? Ờ, chắc nhiều bạn chưa có quen với cái mấy cái thuật ngữ này ha. Chỉ á, thì chỉ vàng gì đó. Ví dụ là cái tính bên Hàn Quốc cũng vậy bác, bên Hàn, bên Việt, nói chung bên nào cũng có tính chỉ cho nó. Một môn trung bình chắc từ 3 đến 5 chỉ là cùng hát chơi mà tính chỉ nha. Rồi cho mỗi tính chỉ á, dù một tính chỉ thì học 3 buổi, 3 tính chỉ học 9 buổi. Thì su ớp là cái buổi học mình nè, như ở đây mà là một buổi học nè, đây gọi là một cái su ớp, một buổi học. Trong cái buổi học đó thì cái gì trong buổi học đó sẽ có những cái bài giảng của thầy cô bên trong cái buổi học đó. Ở đây mà có từ này nè, căn y ha tà, bạn biết từ vựng gì không? Căn y là bài giảng đó mà. Bây giờ hãy thêm dưới ha tà vô để thành động từ, biết động từ gì không? Đúng rồi, nó bằng từ ca đư chi tà đó. Cái từ này là từ cao cấp đó. Căn y ha tà nó bằng với từ ca đư chi tà đó. Nên sau này bạn có thể dùng từ này cũng được nè. Căn y ha tà bằng với từ ca đư chi tà nha, là vậy nha. Đấy là động từ giảng bài, đúng rồi. Động từ giảng bài rất là dạy chứ còn gì. Ừ. Trong một cái bài giảng đó, mình đánh giá dựa trên thành tích đúng không? Xong chót là thành tích. Mà thành tích mình dựa trên từ đường, mình dựa trên gì? Thành tích tốt, thành tích kém là mình dựa trên gì mà đánh giá? Đúng rồi, mình dựa trên dông xu này đúng không? Nếu điểm số bạn cao, thành tích bạn tốt thì bạn nhận được gì? Học bổng. Chắc không? Đây là một cái chuỗi cũng quan trọng, nó sắp tới vô bên đại học nè, bên Việt Nam hay bên Hàn đều tuân theo cái này hết. Nên phải biết cái này nha, để mốt được có lộn cái từ vựng này nha. Nên đây là một cái chuỗi á. Ok, thì các bạn bài bên kia bạn đó đó, bạn nói cúp có hát qua. Bạn là sinh viên của khoa Hàn Quốc học. Đúng không? Đã hát qua rồi nè. Này đến lấy hai chụp hình là gửi cho. Bây giờ mình dịch tiếp này nha. Thì là tôi là sinh viên của khoa Hàn Quốc học. Rồi sao nữa? Chị cơ minh, chú lớp, chị hâm minh, chuẩn bị học của Eximeda. Bây giờ tôi đang chuẩn bị. Đúng rồi, tôi đang chuẩn bị cái kỳ thi tốt nghiệp. Sau này qua bên Hàn á, bạn sẽ được thi một kỳ thi. Ủa, ghế còn ghế trắng không? À, có cứ chú đóng đi bé. Mấy cái ghế trắng không? Thiếu thì lấy ghế thêm, mà chắc còn đủ mà. Kỳ không? Phải chú thi trắng không? Ừ đó. Đang ở chỗ này. Kỳ hàng á, trước sau thì ai cũng phải trải qua kỳ thi này. BCC hơn. Sau này hỏi là em có muốn BCC hơn không? Phải biết từ này là gì chứ, để mình nói chuyện với người hàng chứ. Biết BCC hơn là kỳ thi gì không? Kỳ thi xếp lớp. BCC là phối trí. Phối trí tức là xếp lớp á, BCC hơn mà kỳ thi xếp lớp nha. Mình có thi kỳ thi này trước mới biết mình học cấp nào chứ. BCC hơn nha. Còn cái này á, là Chorupsi hơn, là kỳ thi tốt nghiệp. Này thi đầu vào. Chị ca Bun Si Hâm Minh Suki Qua Madaki Si Hâm Minh Tạc. Cái bài thi mà tôi sẽ dự thi đó chính là bài thi gì? Suki và Madaki, viết và nói đó mà. Ok. Trong đó bài thi thì cung bu đinh mạnh đi hẹn so chấm 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 xuyên có người ta. Tôi học rất là nhiều về cái bài thi nên sẽ dễ dàng thôi à. Đáp án nào? Một đó, rất dễ, đó tôi rất là dễ. A chung, đúng không? 50, mà cho đáp án nào? Số 1 đó mày. Chuyên ngành của người này là Hàn Quốc học, Hàn Quốc co đó mày, khoa tiếng Hàn đó mày. 51. T nè, các cái tóc T là khi đó mày. Khi bên Hàn họ ăn cơm á, thì có cái gì đó. Lấy mà đọc thêm câu đằng sau đi. Odin là người lớn. Odin qua thăm kê. Khi mà chúng ta ăn uống cùng người lớn thì á, sau khi mình cắt chữ te nè, rồi cắt chữ hu nè, người Pháp mình cứ cắt bớt ra. Khi mà ăn cơm cùng người lớn á, thì ai người ăn trước? Odin, người lớn phải mệnh cho, người lớn phải bắt đầu ăn trước, rồi mình mới ăn được, cái kiểu vậy. Bài chọn nó 51 được rồi. Số 3 đó mà. Ở đây có từ chi khi tà là từ giữ gìn. Chi khi tà giữ gìn.
có những điều chúng ta cần phải giữ gìn. Chita giữ gìn, tuân thủ, tuân thủ giữ gìn là từ này này. Kadochita, đúng rồi. 52, bạn này nói về gì? Số 1 đúng rồi, chính xác. Di cho là phép tắc. Di cho là phép tắc, những cái phép tắc ăn uống ở bên hàng, đúng rồi. Di cho là phép tắc nha. 53, thời tiết gần đây rất nóng nên bí xuất tham bài tà. Từ này bằng nghĩa với từ cạp tà nè. Đúng rồi, tương tự, giống đúng không? Bằng được cạp tà đó. Từ rất là cao cấp, chắc ít bạn nào biết nè. Chỉ có những bạn tôi biết hai La Mã biết thôi. Machan Gachi Ita. Đó là từ giống cao cấp nhất luôn, trong tất cả các từ giống, trong tất cả các từ được xem Visuthata, Kata thì mình nên biết thêm một từ này. Để sau này băng viết á, mình viết được cái từ này là điểm sẽ rất là cao đây. Machan Gachi Ita. Giống luôn đó, từ giống thôi đâu. Nhưng mà nó là từ cao cấp. Như là rất nóng, giống như mùa hè vậy. Cứ đề so, Sadam Tudin, Bumi Chinaki, Chon Bù Tho. Vì vậy nên mọi người trước khi Chinata là gì? Bumi Chinata. Chinata là đi qua. Trước khi mùa xuân đi qua. Trước khi mùa xuân đi qua. Thì mọi người đã làm sao? Mọi người đã mặc những cái áo mùa hè rồi đi vòng vòng như vậy. Tôi cũng do đúng ổ sư điệp của Ecoship. Tôi cũng rất là muốn mặc những cái áo mùa hè như vậy. Nhưng mà tôi không có cái áo mùa hè nào hết đúng không? Vì vậy nên hôm nay tôi sẽ đi đúng không? Đi để mua đúng không? Mình đã cần một cấu trúc đi để làm một cái gì đó. Là cấu trúc nào? Số 3 đúng không? Uro nè, Uro Kata, Submin Haro. Con sắm, con 50 đã bé. Số mấy ta? Số 4 là gì? Nếu không có áo mùa hè. Đúng không? Vì tôi không có áo mùa hè nên tôi muốn mua đúng không? Số 4. Số 4 nha. Số 2 là nếu mua áo mùa hè thì tôi sẽ đến chỗ này. Nếu mua thì đến chỗ này hả? Số 4 đúng rồi chứ. Chỗ này là tuy muốn mua nhưng là không có gì. Vì vậy nên người ta đã dùng cái vì vậy. Chứ người ta không dùng nếu thì. Đúng không? Người ta dùng vì vậy nên mà. Vì vậy nên tôi sẽ đến đây tôi mua mà. Đúng rồi. Ok. 55. Kim Jong-su là một bác. Cái bệnh viện mà anh ta đang làm. Thì Konmun Aniko. Bây giờ mình tặng cha này lạ nha. Cái bệnh viện mà anh ta đang làm á, không phải là một cái Konmun. Konmun là gì? Tòa nhà đó mà. Không phải tòa nhà mà là trên trên một chiếc tàu cơ. Bây là tàu đúng không? Ibero Chakun Soma Uden Thani Mien So. Cái bài này cũng thú vị nè. Ý là ông sao? Ông nói sao? Ông cắt những pháp Mien So cắt bớt rồi nè. Ông cứ đi vòng vòng những cái Soma Uden là. Ma Uden là ngôi làng. Soma đảo. Ngoài đảo hoang ngoài đó ấy là cái tàu của ổng cứ đi vòng quanh những cái ngôi làng ngoài đảo nhỏ như vậy đó. Rồi ổng điều trị Chinohata, điều trị ổng điều trị cho những cái căn người sống trên đảo đó ha. Thì vì ở ngoài đảo nhỏ chắc chắn là không có Kamwoni Okitemune, bởi vì ngoài đảo nhỏ không có bệnh viện nên thành ra cái bệnh viện giống như vậy á, giống như cái kiểu của ổng á, là bệnh viện di động như ổng á. Mua chót chung vô 20 tà. Mua chót là vô cùng quan trọng luôn. Mua chót chung vô 20 tà, vô cùng quan trọng. Thì cái bác Kim Jong-suk Quy là bên trên đó. Hoa Đa Nên Sikan Mạnh Khô. Bác ấy có nhiều thời gian sống Trên tàu nên bác ấy không thể nào thường xuyên gặp gỡ gia đình của mình được. Nên cũng có đôi khi bác ấy rất là quy rốt tà. Cô đơn đó mà, tính từ cô đơn, quy rút tà, cái đó là cô đơn. Quy rút tà từ này nè, cô đơn. Được không? Rồi chấm chấm chấm. Nhưng mà mỗi khi nè, mỗi khi bác ấy thấy ổ xâm là thấy nụ cười của những người dân sống trên cái xã đảo đó thì bác ấy rất là tự hào về cái công việc của chính mình. Cha đang sẽ rất là tự hào, từ này nè. Cha đang sẽ rất là tự hào. Bạn ấy rất là tự hào về công việc của bản thân mình. Để cái liên từ nào? Đúng rồi, tuy nhiên đó mà, đúng rồi, đúng rồi. Tuy cô đơn nhưng mà bạn ấy tự hào, ok đúng rồi. Số 4, 56. Số 1 đúng rồi. Bạn ấy đang làm việc ngoài đảo, ok, đi đâm người ta. 57, cả bốn nó bán được cô ta, nên mình sẽ đi cô ta trước nè. Người. Thì sao? Bên hàng có rất nhiều người.
dụng, cái thẻ tín dụng đúng không? Rồi đi đâu nữa? Ok, trước tiên mình cho trước tiên họ mượn tiền từ các công ty thẻ và xong đi đâu nữa? Còn thì trả lại số tiền đó có thể Takanana một nha. 58 cả bốn đã bán được Kona trước nè. Chuman Mata mỗi cuối tuần tôi đều đạp xe xong hàng đó để đạp xe đạp đợi đâu nữa. Cô ta khi tôi với các bạn cũng thì sẽ chụp những bức ảnh thú vị gì đó. Cô ca là cũng nhiều người chụp hình ấy, là tôi có thể thấy được rất nhiều người chụp hình ở đây đúng không? Tôi nãy giờ đọc hiểu không vậy? Đọc thấy nó có liên kết không? Nó hay hiểu một cái gì đúng không trời? Bạn chọn số mấy vậy? Số 3 là Na chứ nó mầm Na là mỗi cuối tuần tôi đi đến xe đạp. Ở không cô ra là ở cái sông hàng đó đó. À, đây là một nơi mà rất nhiều gia đình, bạn bè, người doanh niên là những người yêu đương á. Doanh niên là người yêu ha. Thường xuyên đến đây, đúng rồi. Rồi xong mới đến cô ca là nhiều người chụp hình lắm luôn. Rồi tôi cũng thích chụp hình như vậy nữa. Nói chung là số 3, đúng rồi. Số 3 nha. 59, dịch cái câu trong khung trước nè. Chamacha. Chamacha là người Pháp gì? Bớp Chamacha. Vừa ngay, đúng không? Vừa ngay khi, ngay lập tức đó, vừa ngay khi sáng sớm vừa ngay khi thức dậy là tôi đã làm gì? À, sáng sớm vừa ngay khi thức dậy thì bạn đừng có nên Saturday Ching. Saturday Ching là gì không? Căng cơ. Căng cơ là bộ môn. Căng cơ á. Bạn đừng có nên căng cơ, nó mới tốt. Rồi bây giờ mình đem cái câu này lên cho các lỗ nào bên trên, mình đọc chút xíu nè. Udika chuột tham vô sẽ các hai sức quan chung nghe trong số các người bắt chung nghe ra. Chung nghe là trong số, sức quan là thói quen, trong số những cái thói quen mà chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ tốt thì lại có những thói quen mà đáng, mà thực ra nó lại tốt cho sức khỏe, ấy là mình nghĩ là tốt nhưng thực ra nó lại không tốt. À, rồi chấm 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 mua đinh mạ xin đinh cọt xin, cái việc mà chúng ta uống nhiều nước tuy tốt cho sức khỏe nhưng nếu mà một lần mà chúng ta uống quá nhiều thì nó lại không tốt cho sô hoa thì tiêu hóa, vậy là đang minh chứng tại sao không tốt. Mà uống thì tốt nhưng mà uống một lần quá nhiều thì sẽ chắc chắn không tốt tiêu hóa. Chấm chấm hanbonne mà nên mua đinh mà xin nên cọt vô ta, so với cái việc mà chúng ta uống một lần quá nhiều nước như vậy đó thì chúng ta nên làm gì sao? Nanuta đi. Nanuta chia ra, nuna là chị còn nanu là chia, em mình phải chia ra, mình uống chút chút gì rồi tốt hơn. Nuna là chị, nanu là chia ha. Cộng trừ nhân chia đó, phép nanuki là phép chia, còn nanuta là động từ chia sẻ. Xe tu xe lớp phỏng vấn bài học mấy cái phép cộng trừ nhân chia chưa? Đúng không? Nanuki là phép chia đúng không? Rồi bạn câu tiếp có từ căn cơ xuất hiện rồi kìa. Nếu đột nhiên căn cơ, bạn điền vô câu ta được chưa? Đúng rồi, điền vô nó. Rồi xong mới nói tiếp là căn cơ thì bạn sẽ bị gì đó 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 đó. Nói chung là số 3 nha, đáp số 3. Cặp chai kia đột nhiên nha. Đột nhiên cặp chai kia. Rồi 60. Nếu và bạn chọn chưa? Để mất số mấy? 60 á. Số 3 là nếu mà căng cơ đột ngột như vậy đó thì không được đúng không? Chính xác.